Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Enter Toku. Vậy là sau 10 tập đầu tiên, chúng ta đã được làm quen với thế giới của Kamen Rider Gotcha, và Hautaro từ một cậu học sinh bình thường đã lựa chọn bước đi trên con đường để trở thành một nhà giả kim vĩ đại. Vậy thì, sau khi kết nối được với rất nhiều Chemi, chuyện gì tiếp theo sẽ xảy ra với Hautaro, và các Chemi cấp 10 sẽ mang lại những khả năng nào trên con đường phát triển của cậu sắp tới? Hãy cùng Enter tiếp tục theo dõi 5 tập phim tiếp theo của Kamen Rider Gotcha để xem những sự kiện gì sẽ diễn ra nữa nhé! Cảnh báo spoiler, video sẽ tiết lộ toàn bộ nội dung ngay sau đây, nên hãy xem nếu bạn muốn hoặc không quan tâm đến bị spoil nhé. Giờ thì bắt đầu thôi nào. Lo Tho quay trở về với thẻ UFOX trong tay. Atropo đặt nó vào một mái vòng thủy tinh để tinh luyện năng lượng cho chiếc Deriver mà họ đang chế tạo. Tuy nhiên, vì thẻ Chemi cấp độ 10 rất khó kiểm soát, nên Chemi đã thoát ra và dịch chuyển đi mất. Lo Tho tức giận định đi bắt nó về, nhưng Atropo cho rằng việc đó có thể giải quyết sau. Trước mắt, họ cần tập trung vào chiếc Deriver để làm hài lòng ngài Gerion. Sau khi chiếc Deriver hoàn thành, Lo Tho rất muốn sử dụng nó để kết liễu Hautaro, trong khi Lakeship háo hức muốn dùng nó để chăm sóc chú chó nhỏ Subana của cô. Atropo tuyên bố cả hai đều sẽ có cơ hội, nhưng trước tiên, họ cần hoàn thành một thí nghiệm quan trọng trước. Hai tuần sau chuyến ngoại khóa ở Kyoto, Hautaro cùng nhóm bạn đã cùng nhau tìm thấy và kết bạn với rất nhiều Chemi mới, tuy nhiên, không ai trong số họ nhận ra rằng một sự kiện kinh khủng đang bắt đầu diễn ra. Ở một góc quốc, Subana cập nhật cho thầy Minato về những gì anh ta đã tìm hiểu được về ba chị em bóng tối, và được biết rằng, các nhà điều tra từ Liên minh Giả Kim sẽ sớm đến để điều tra về việc một loạt thẻ trắng bị mất, và khả năng có một gián điệp trong học viện đã đánh cắp chúng để đưa cho bọn họ. Cùng lúc đó, ở trung tâm thành phố, Hautaro đang chiến đấu với một con mangam hình nhện, trong khi ở phía xa, có một người đàn ông bí ẩn đeo chiếc nhẫn giả kim màu đỏ đang chăm chú quan sát cậu. Hautaro nhanh chóng thử nghiệm các sự kết hợp khác nhau của các Chemi mới để tiêu diệt Spider Mangam và thu hồi Chemi Cachula vào một thẻ bài, rồi quay về học viện. Tại đây, cậu thấy Sabima đang cố gắng chế tạo một thiết bị có thể triệu hồi UFOX. Sabima nói rằng, các Chemi cấp 10 luôn có những sức mạnh đặc biệt nhất trong các thuộc tính, và anh ấy rất ngưỡng mộ Chemi UFOX, khiến Hautaro nghĩ rằng đây chính là gốc cha của tiền bối Sabima. Một vài ngày sau, khi Sabima hoàn thành thiết bị, bốn người bạn rất háo hức lên mái nhà để thử nghiệm chiếc Sabiriser. Tuy nhiên, họ bị Subana yêu cầu quay trở lại lớp học. Tại đây, thầy Minato đã giới thiệu hai nhà điều tra từ Liên minh Giả Kim là Kujimiya và Harima. Họ được cử đến để điều tra về kẻ nội gián trong học viện. Kujimiya, người đã theo dõi Hautaro vài ngày trước, cho rằng cậu là một Kamen Rider bất hợp pháp, thiếu hiệu quả và cẩu thả, đặc biệt là việc kết bạn với các Chemi. Ông ta cho rằng các Chemi chỉ là những công cụ và Hautaro không đủ điều kiện để đảm nhận vai trò một Kamen Rider, sau đó yêu cầu Hautaro giao Deriver cho ông ta. Tuy nhiên, Subana cho rằng Kujimiya đang có mục đích khác, vì nhiệm vụ chính của ông là điều tra về kẻ nội gián, nhưng Kujimiya lại tập trung vào Hautaro, khiến Subana nghi ngờ, ông ta đang cố gắng lấy chiếc Deriver để sử dụng cho mục đích riêng của mình. Đang tranh cãi, thì chuông báo động vang lên, thông báo việc các chị em bóng tối đã xâm nhập vào trường trung học, vì vậy nhóm của Hautaro và thầy Minato phải vội vàng đến đó bảo vệ các học sinh vô tội. Tại đây, Atropo đã tìm gặp và tỏ ra rất thích thú với Rinne, vì trước đây cô ấy chưa bao giờ quan tâm đến người khác như bây giờ. Rinne đã đề nghị Atropo hãy chỉ nhắm đến các nhà giả kim, điều này khiến Atropo rất muốn hủy hoại loại cảm xúc đó. Subana xuất hiện kịp thời và bảo Rinne hãy tránh xa con quái vật Atropo. Ả ta cho rằng Rinne thật may mắn khi luôn được bảo vệ, và thỏ thẻ với Rinne rằng từ giờ mọi thứ sắp sửa xảy ra, nguyên nhân đều nằm ở cô, sau đó rời đi. Sau khi thở phào vì Subana đã đuổi Atropo đi, Hautaro và Sabima đã vô tình nhìn thấy UFOX. Sabima nói rằng mặc dù luật của Chemi là không được kiểm soát các Chemi cấp 10, nhưng Hautaro cũng có thể kết bạn với nó. Ngay lúc đó, Spider Mangam mà Hautaro từng đánh bại đã trở lại, khiến cậu phát hiện ra thẻ Cachula đã bị đánh cắp. Cậu nhanh chóng sử dụng thẻ Yugogen và Raidenji để truy cập hình dạng Gotcha Lightning Jungle, loại bỏ Mangam và thu hồi lại thẻ Cachula. UFOX sau đó cũng biến mất vào một lỗ đen. Hautaro sửng sốt khi biết người là Mangam hóa ra là nhà điều tra Harima và cũng chính là người đánh cắp thẻ Cachula một lần nữa ngay trước mắt cậu. Sabima kinh ngạc khi thấy Harima sử dụng giả kim thuật cấm, loại phép thuật có thể hủy hoại cơ thể người sử dụng. Tuy nhiên, Harima lại vô cùng thích thú với điều đó. Thầy Minato, Subana, Rinne và Renge cũng kịp đến hỗ trợ. Thầy Minato thắc mắc tại sao một nhà điều tra của liên minh lại giao thẻ trống cho đối thủ. Rinne cho rằng Harima đã bị Atropo điều khiển tâm trí, nhưng cô ta chỉ cười khinh và tuyên bố rằng bản thân làm mọi chuyện đều là tự nguyện. Đơn giản là cô rất hâm mộ các chị em, cũng như ủng hộ mục tiêu của họ là mở ra cánh cửa bóng tối. Thầy Minato phản đối rằng họ đang muốn phá hủy thế giới này, nhưng Harima cho rằng họ không hiểu gì cả. Cô so sánh họ với những kẻ ngu dốt cứng đầu 10 năm trước, đã bỏ qua cơ hội quý giá để khám phá sự thật kỳ diệu về giả kim thuật. Harima sử dụng sức mạnh nâng Hautaro lên khỏi mặt đất. Thầy Minato và mọi người cố cứu cậu, nhưng tất cả đều không thể làm gì trước giả kim thuật cấm.
Điều đó khiến cô ta thỏa mãn và mong đợi sức mạnh lớn hơn khi cánh cửa bóng tối được mở ra. Bất ngờ, ba chị em bóng tối xuất hiện. Harima tỏ ra vinh dự khi được nhìn thấy cả ba. Nhưng Atropo nói rằng cô ta nên biết vị trí của mình và chỉ với một ánh nhìn, Harima đã biến thành tro bụi. Hautaro mặc dù vừa thoát khỏi nguy hiểm, nhưng vẫn rất tức giận khi thấy họ quá khinh thường sinh mạng người khác. Atropo cho rằng niềm tin mơ hồ và sự phụ thuộc vào tình đoàn kết giữa con người chính là điểm yếu của họ. Họ nghĩ họ sẽ làm gì khi họ mất nó. Đột nhiên, Lakesit lao vào Subana trong khi Clotho nắm lấy Savima và nói, nhờ sự theo dõi của Harima, Savima chính là người được chọn. Cô đập Red Driver vào Savima và Atropo sử dụng sức mạnh điều khiển tâm trí để buộc anh ta biến thân thành Kamen Rider Red. Subana chuyển đổi thành Van Varak, nhưng sức mạnh của Rider bóng tối quá mạnh mẽ, khiến Subana bị đánh bại một cách dễ dàng và ngất đi sau khi lãnh trọn một đòn đá trực diện. Rinne đứng lặng người, nhớ lại lời Atropo nói rằng tất cả mọi chuyện đều do cô. Hautaro biến thân và chiến đấu, nhưng Red có thể sử dụng chính xác những thẻ Chemi mà cậu có. Những chị em bóng tối đã sao chép chúng thành những thẻ Repli Chemi từ lâu, khiến mọi sự kết hợp cậu sử dụng đều bị phá giải và phản công với một sức mạnh khủng khiếp. Mọi người nhận ra Red đang sử dụng kiến thức của Sabima để khai thác hết toàn bộ tiềm năng của các Chemi. Clotho đối đầu với thầy Minato, dùng sức mạnh của mình đóng tay thầy lên một cuộc gỗ. Lakesip cũng tranh thủ tấn công Rinne, tuy nhiên, Subana lão đảo lao đến, đỡ Rinne khỏi một cú chém làm đôi. Hautaro quyết tâm bảo vệ bạn bè của mình, cậu lao về phía Red. Nhưng khi giáp mặt, Red bỗng lộ ra khuôn mặt đang rơi lệ của Sabima, khiến cậu chùn bước, và Red chớp lấy cơ hội tung ra một đòn kết liễu trực diện vào gốc cha, khiến Hautaro trở về dạng người. Red liên tục đánh vào mặt cậu. Rinne vùng vẫy, kêu cứu cho Hautaro, nhưng Lakesip nắm chặt mặt cô, nói rằng hãy khắc sâu hình ảnh Hautaro bị giết. Renge cố gắng liên lạc với Sabima qua Isaac, khuyên anh ta phải kiên cường và mạnh mẽ. Atropo ngáp trước cảnh tượng đó, và kích hoạt Red dùng đòn kết liễu, nhưng may mắn thay, Sabima đã vượt qua sức ép và ngăn đòn đó lại. Bỗng nhiên, một ánh sáng chói lọi chiếu từ trên trời. UFOX xuất hiện. Hautaro duỗi tay vào ánh sáng và rút ra một thanh kiếm trắng. Red lao vào Hautaro, nhưng trong một ảo giác cậu đã hoàn toàn nắm được mọi tiềm năng của thanh kiếm. Cậu biến thân và thanh kiếm lóe sáng thành Excalibur, với sức mạnh có thể khiến Kamen Rider Red tắt nguồn. Hautaro chuyển sự chú ý của mình sang Atropo, nhưng sức mạnh của thanh kiếm bắt đầu cạn kiệt và cậu ngã quỵ. Thầy Minato rút tay ra khỏi cái cọc và gửi một cơn sóng xuyên qua cánh đồng để đưa mọi người đến nơi an toàn. Hautaro cảm ơn UFOX trước khi nó bay vào cánh cổng rồi cậu ngất đi. Dù tức tối, nhưng Atropo nói rằng điều đó chỉ khiến thời điểm hủy diệt chậm hơn đôi chút. Fujimiya nhìn từ một bậc thềm gần đó và tự hỏi liệu Hautaro có phải là người có thể sử dụng một Chemi cấp 10 hay không. Trở lại học viện, thầy Minato nói rằng đây không phải là điều mà các học sinh có thể đối mặt. Vì vậy, thầy sẽ đi nói trực tiếp với cấp trên, dù tình hình có vẻ vô vọng. Subana chế giễu Hautaro và nhắc họ rằng Hautaro đã thua cuộc và họ đều có thể chết trong hôm nay. Đây là lý do mà những nhà giả kim thuật đã liều mạng và hy sinh để bảo vệ trật tự tự nhiên. Một sự thật mà họ đã bị che mắt bởi cái triết lý màu hồng của Hautaro. Hautaro nói rằng cậu sẽ không từ bỏ, và thầy sẽ tìm ra cách để mọi người có thể mỉm cười trở lại cũng như cứu tiền bối Sabima. Thầy Minato đã rất sốc khi liên minh giả kim thờ ơ với tình hình hiện tại. Những kẻ cấp cao với chiếc mũ trùm đầu kính mặt không có vẻ tin vào bất cứ điều gì thầy đã nói, và thậm chí còn đề nghị thầy bỏ cuộc khi cho rằng, cứu một học sinh như Sabima là vô vọng. Ra bên ngoài, Subana nói với thầy rằng, chẳng có ích gì khi nhờ vả những kẻ vô dụng như thế này, và tuyên bố anh ta sẽ lo liệu Red. Giữa giờ tiếng Anh, Hautaro gặp một cơn ác mộng khi thấy Sabima trở nên điên loạn, và mọi thứ kết thúc bằng cái chết của tiền bối do chính tay cậu gây ra. Renge ngồi thẫn thờ ở công viên, hy vọng cô ấy có thể nói chuyện với Sabima thông qua chiếc máy tính bảng Isaac. Nhưng Sabima giờ đang ở trong hang ổ của các chị em. Họ chế giễu anh ta như là một kẻ sắp chết, và đồng ý rằng Sabima có lẽ sẽ không sống sót qua lần biến thân tiếp theo. Atropo nói rằng họ sẽ thu thập càng nhiều dữ liệu càng tốt cho đến khi anh ta chết. Ngày hôm sau, nhận thấy Hautaro đang ưu tư bởi điều gì đó, bà Mama Ichinose đã khuyến khích con trai mình bằng những lời cha cậu thường nói, thay vì lo lắng, hãy thử đi tìm kiếm, câu trả lời sẽ ở đâu đó. Hautaro đồng ý và phấn khởi trở lại. Nhờ có Rio kể về việc UFO xuất hiện gần đây, đã giúp Hautaro nhận ra những gì họ cần phải làm. Cậu vội vàng đến học viện để nói với Rinne, Renge và thầy Minato rằng họ có thể triệu hồi UFOX bằng cách của Sabima. Sau đó cậu có thể hỏi trực tiếp làm cách nào có thể sử dụng Excalibur một cách chính xác. Trong lúc mọi người đang cảm thấy một niềm hy vọng mới, thì các chị em bóng tối bắt đầu tấn công trường học. Họ triệu hồi Sabima và Atropo chế nhạo mọi người rằng anh ta đang mất đi một phần đời của mình cho mỗi giây biến thân thành Red. Clotho và Lakesip bảo họ hãy nhìn Sabima héo mòn và chết trong vài phút nữa. Với một giọt nước mắt chảy xuống, Sabima lặng lẽ nói xin lỗi sau đó biến thân. Rio chạy đến và sốc khi thấy một Rider bóng tối. Hautaro kinh hãi khi thấy cơn ác mộng bắt đầu trở thành hiện thực, khiến cậu do dự không muốn biến thân. Bất ngờ, Subana xuất hiện và đối đầu với Red.
Hautaro, Rinne, Renge và Ryo chạy lên sân thượng để cố gắng gọi UFOX, còn thầy Minato chiến đấu với các chị em, nhưng cũng kịp cản Supana lại, trước khi anh ta sắp tung ra đòn kết liễu với Red. Thầy nói rằng mọi người đang tìm cách cứu Sabima, trong khi Supana cho rằng không còn hy vọng nào nữa. Supana và Red đánh nhau lên đến sân thượng, khiến Ryo bất tỉnh sau khi bị Red ném vào tường. Ở gần Isaac, Sabima đã có thể bày tỏ mong muốn cũng muốn gặp UFOX. Bỗng nhiên, UFOX xuất hiện qua một lỗ sâu trên bầu trời, chiếu ánh sáng lên Hautaro và bay đi. Hautaro được đưa đến vương quốc Ouroboros, cậu hỏi làm cách nào để cứu được Sabima. UFOX gật đầu và cậu đã thấy một ảo ảnh về chính xác những gì cần phải làm. Hautaro cảm ơn Chemi. Sau đó, giơ một lá bài trống và UFOX vui vẻ bay vào. Họ trở lại sân thượng, nơi Hautaro có thể khóa Excalibur vào Deriver của mình để biến thân bằng thẻ UFOX, cậu giờ đây đã trở thành Super Gocha. Các chị em bóng tối phát sốc khi nhìn thấy Chemi Level 10 có thể bị kiểm soát, nhưng Hautaro nói rằng cậu không kiểm soát Chemi, mà UFOX là bạn của cậu. Hautaro sử dụng Excalibur để an toàn tách Sabima ra khỏi Red, cậu sau đó tung ra đòn kết liễu và xử lý xong chiếc vỏ của Red. Chiếc Deriver rơi xuống đất, khiến các chị em hoảng hốt. Atropo nhặt nó lên và bảo chị em mình hãy rời đi, vì họ đã thu thập đủ dữ liệu. Tiền bối Sabima cảm ơn Hautaro, UFOX cũng thừa nhận cảm xúc của Sabima, Renge khóc khi nói cô ấy đã lo lắng cho Sabima rất nhiều, và anh ấy cũng bắt đầu khóc khi ôm cô ấy. Thầy Minato cũng nói với Rinne rằng có lẽ Hautaro thực sự có thể trở thành một nhà giả kim vĩ đại. Supana rời đi, suy nghĩ về ý niệm của sự hy vọng. Còn Ryo cũng tỉnh dậy, dù không biết chuyện gì đang xảy ra nhưng cảm thấy rất xúc động. Hautaro nói với Sabima họ sẽ lại tìm kiếm Chemi và Sabima cũng gật đầu đồng ý với cậu. Rinne đến thăm nhà hàng Ichinose khi Hautaru đang trang trí cho tiệc Giáng sinh. Mama Ichinose thấy Rinne có vẻ ngập ngừng, nên đề nghị cả hai đi tìm cành cây về trang trí để thoải mái nói chuyện. Khi họ đi vào rừng, Rinne kể cho Hautaru về hai lần gặp Atropo. Cô tự hỏi, liệu việc thách thức Atropo hãy nhắm vào những nhà giả kim của cô có phải là lý do khiến Sabima bị chúng hãm hại? Hautaru nói đó không phải là lỗi của cô, mà chính là lỗi của bọn chúng. Cậu xin lỗi vì đã không nhận ra sớm, nhưng cậu hứa sẽ trở thành người bạn tin cậy với cô ấy trong tương lai. Rinne cảm ơn và cũng hứa sẽ tiếp tục cố gắng. Bỗng nhiên, một tiếng gầm lớn phát lên. Họ liên hệ cho học viện và thầy Minato nói rằng đó có thể là tiếng kêu của Chemi khủng long Ipret. Thầy cảnh báo rằng Ipret có khả năng ăn người, khiến Hautaru thắc mắc, nhưng phía học viện cũng không thể giải đáp được chuyện đó. Ngay lúc đó, một cô gái trẻ chạy đến. Cô ấy là Manabe Sawa và đang cố chụp một bức ảnh khủng long tặng cho bố. Bố cô là một người săn khủng long và viết bài cho một tạp chí, vì thế nên Sawa rất ngưỡng mộ ông ấy. Bỗng họ nghe thấy tiếng gầm khác ở đằng xa và quyết định chạy đến đó. Trong khi đó, Supana nói chuyện với một người phụ nữ qua điện thoại, người đó tiết lộ vị trí ẩn nấp của các chị em bóng tối, để Supana có thể thu hồi lại Red Deriver và những lá bài Repli. Ngoài ra, người bí ẩn cũng nhắc anh ấy phải để mắt đến Rinne. Supana đến nơi và yêu cầu các chị em trao lại tất cả. Lakeship háo hức chiến đấu với chú cún nhỏ của mình, cô sử dụng Deriver và biến thân thành Red. Họ chiến đấu, nhưng Lakeship có thể thành thục sử dụng những lá bài giả để tăng sức mạnh và áp đảo Supana đến mức khiến anh ấy phải trở về dạng người. Trở lại trong rừng, Hautaru, Rinne và Sawa tìm thấy Ipret. Sawa háo hức chụp ảnh, nhưng Hautaru biến thân và bảo Rinne đưa Sawa đến nơi an toàn. Hautaru cố gắng nói chuyện với Ipret, nhưng thay vì trả lời thì nó ăn cậu, còn Rinne sau đó cũng nhanh chóng chạy thoát. Sawa tự trách bản thân vì cô mà Hautaru bị ăn thịt, nhưng Rinne nói đó không phải là lỗi của cô ấy và cho rằng Hautaru sẽ trở lại với họ, vì cậu ấy là một Kamen Rider. Hautaru tỉnh dậy bên trong Ipret. Cậu gặp gỡ bố của Sawa, ông Papa Manabe, người đang lo lắng vì Ipret có thể nhìn thấy những ký ức và cho rằng bản thân đã quên đi những gì thực sự quý giá với mình. Sawa kể cho Rinne về công việc của bố cô. Một ngày nọ, ông bị biên tập viên của tạp chí chê bai và muốn ông ấy viết về chủ đề khác. Papa Manabe nói rằng những bài viết về khủng long là ước mơ của ông. Nhưng biên tập viên nói nếu không chịu thay đổi, thì cuộc bài viết của ông ấy sẽ kết thúc. Papa Manabe nói rằng, khoảnh khắc đó chắc chắn đã phá hỏng ước mơ của Sawa và khiến cô bé thất vọng. Nhưng Hautaru nói rằng đó không phải là sự thật và kể cho ông ấy nghe về việc Sawa ngưỡng mộ bố mình như thế nào. Hautaru cũng nói với Ipret rằng cậu hiểu việc Chemi ăn người là để giúp nó hiểu họ tốt hơn, và Hautaru cũng muốn Ipret trở thành bạn của cậu. Hautaru cho phép Ipret nhìn qua ký ức và họ nhìn lại những trận chiến gần đây. Nhưng một mảnh ký ức đã mất về bản thân lúc nhỏ cùng với Hopewan khiến cậu cảm thấy bất ngờ. Không có thời gian để nghĩ ngợi, vì Ipret đã chấp nhận quyết tâm của Hautaru. UFOX bay ra và Hautaru biến thân để đưa Papa Manabe thoát ra ngoài. Trong khi đó, ba chị em bóng tối tìm thấy Rinne và Sawa trong lúc truy tìm Hautaru. Rinne trở thành nhà giả kim và cố gắng ngăn chặn họ. Lo thoa lấy lượt của mình với Deriver và biến thân thành Red. Cô quyết tâm đoạt lấy chiếc Deriver của Hautaru. Ipret xuất hiện và được Hautaru thu hồi vào một thẻ bài.
cậu sau đó cũng có thể biến thân nâng cấp thành Super Gocha Cross X-Red. Hautaro cảm thấy rằng đầy sức mạnh với hình thái Super Gocha Cross X-Red. Lo Thor không nao núng lao vào, và hai người họ đánh nhau. Hautaro thể hiện sức mạnh khủng khiếp của X-Red, khi có thể đẩy lùi được Red, nhưng Lo Thor cũng liên tiếp khóa thêm nhiều Chemi cạc để đáp trả. Trong khi đó, Lakeship chuyển sự chú ý của mình sang những người khác. Thầy Minato cũng đến để bảo vệ mọi người. Lakeship sử dụng 3 Chemi cạc để cường hóa cho tổ hợp biến dị của mình. Thầy Minato dùng giả kim thuật để chống lại cuộc tấn công, nhưng Mangan quá mạnh, khiến cô ta dễ dàng phá vỡ nó và lây nhiễm độc cho thầy ấy. Atropo đóng băng Rinne lại bằng sức mạnh và bắt đầu chế giễu cô ấy một lần nữa, gọi cô ấy là yếu đuối, bất lực và tuyệt vọng. Rinne nói đó là trách nhiệm của một nhà giả kim, nhưng Atropo cười nhạo và nhắc rằng cha cô ấy cũng là một kẻ phản bội. Atropo bảo Rinne hãy đứng yên, mà nhìn họ giết những người cô ấy muốn bảo vệ. Lakeship bắt đầu nhắm vào Sawa và Yuyu Manabe. Hautaro cố gắng chạy đến, nhưng bị Lo Thor kéo lại và đập người vào cái cây. Lo Thor nói kẻ mạnh sẽ luôn nuốt chửng kẻ yếu, đó là lý do tại sao cô ta chắc chắn mình sẽ đánh bại Hautaro. Lakeship ném Papa xuống đất và quyết định giết cả hai, nhưng Papa Manabe van xin cô ta hãy chỉ giết mình ông ấy thôi, mà tha cho con gái mình. Nhìn thấy cảnh đó khiến Sawa nhớ lại cảnh bố mình đã làm với biên tập viên tạp chí. Atropo chế nhạo loài người, vì chỉ cố gắng bám víu vào những thứ mơ hồ như bạn bè và gia đình. Rinne hỏi lại việc đó thì có gì sai. Nhưng Atropo nói rằng bố của Rinne thì nghĩ khác. Ông ấy đã đánh cắp 101 Chemi và bỏ rơi Rinne, để độc chiếm sức mạnh của cánh cửa bóng tối. Rinne vẫn tin rằng, bố mình đã làm tất cả là để bảo vệ sự trật tự tự nhiên, nhưng Atropo đáp rằng, đã có rất nhiều người phải bỏ mạng vì ông ta, và tất cả những người sẽ chết tiếp theo, sẽ là lỗi của Rinne. Rinne nhìn sang những người khác đang vật lộn chống lại các chị em bóng tối. Sawa không chịu được cũng chạy đến và cố gắng kéo Lakeship ra khỏi bố cô. Rinne quả quyết nói rằng, tất cả chỉ là nhảm nhí và cô ấy tin cha mình không phải là kẻ phản bội. Atropo nói cô ta chỉ tiết lộ sự thật, sau đó thao túng bàn tay của Rinne để bóp cổ chính mình. Nếu Rinne muốn gặp cha mình nhiều như vậy, Atropo sẽ sẵn lòng giúp cô. Rinne nhớ lại lời hứa của cô với Hautaro rằng sẽ cố gắng hết sức. Cô ấy nói rằng Atropo mới chính là kẻ thảm hại, và bây giờ Rinne đã hiểu tại sao cô bé già này cứ quấy rầy mình. Atropo chỉ muốn có Rinne làm bạn, vì cô ta thực sự cô đơn và khao khát gia đình và bạn bè. Cô ta chỉ đang tự lừa dối bản thân mình, bằng cách cướp đi những thứ quý giá đó từ người khác. Kẻ yếu đuối ở đây chính là ngươi, Atropo. Atropo mất kiểm soát và bảo Rinne nên im mồm, cơn giận của cô ấy vô tình giải phóng Rinne khỏi sự điều khiển của mình. Rinne dùng giả kim thuật để gửi Escochabilla đến cho Hautaro, sau đó trói Lakeship lại để cứu hai bố con. Hautaro nâng cấp thành Super Gocha Cross X-Red một lần nữa, ngay khi Lakeship vừa thoát ra khỏi xích. Supana xuất hiện và bắn vào Lakeship, khiến cô ta sốc vì đã nghĩ rằng anh ta đã chết. Supana vẫn còn bị thương sau trận chiến đó, ngã quỵ xuống đất rồi thoát biến thân. Hautaro tung ra một đòn kết liễu X-Red Shining Fever vào Mangan, giải phóng 3 Chemi Lakeship đã dùng để biến đổi. Supana ngạc nhiên khi thấy Hautaro có thể làm được điều đó chỉ với một đòn. Điều đó cũng giúp thầy Minato được cứu khỏi chất độc, còn Hautaro thì vui vẻ chào đón các Chemi Happy Cole, Bam Bambo và Bungisia. Tuy nhiên, Lo Thor vẫn còn sẵn sàng chiến đấu. Thầy Minato, Papa Manabe, Sawa và Rinne đều cổ vũ cho Hautaro. Hautaro nhìn sang Supana, người cũng đã gật đầu thừa nhận cậu. Cậu cảm nhận sự ủng hộ của mọi người và chuyển nó thành một luồng năng lượng siêu việt. Hautaro nói rằng loài người có thể yếu đuối, kể cả chính cậu ấy. Nhưng cậu ấy sẽ dùng hy vọng và ước mơ của mọi người để cường hóa Gocha và sử dụng sức mạnh đó để bảo vệ họ. Lo Thor sử dụng liên tiếp nhiều Androper cạc lên cơ thể, khiến Lakeship van xin cô ấy nên dừng lại ngay vì như thế là đang tự giết chính mình. Nhưng Lo Thor đã quyết tâm hy sinh tính mạng để có thể kéo Hautaro cùng xuống địa ngục. Cô ta chuẩn bị một đòn kết liễu Blood Sacrifice, nhưng Hautaro quẹt UFO X-Cạc và có thể tách Lo Thor ra khỏi Red. Cậu dùng một đòn kết liễu Slash vào chiếc vỏ của Red, bị tiêu diệt khiến nó trở về hình dạng chiếc Driver. Atropo nhặt nó lên, Lo Thor thề sẽ đẩy được Hautaro xuống vực sâu trong lần sau và sau đó các chị em biến mất. Nhìn thấy Lo Thor giận dữ như vậy, khiến Hautaro cảm thấy hơi buồn, nhưng thầy Minato giải thích rằng tuổi trẻ và niềm tin vào các Chemi đã giúp cậu có thể cứu và bảo vệ những sinh mạng. Thầy Minato khuyên Hautaro nên tiếp tục giữ vững phần tốt đẹp này của bản thân. Sawa và Papa Manabe có một cuộc trò chuyện đầy xúc động và cô đã gọi ông ấy là người hùng của mình. Trong khi đó, ông Kujimiya đang quan sát họ phía sau một cái cây. Chemi Ipvijak tiến đến, cầm những thẻ bài cấp 10 trên tay và tự hỏi bản thân sẽ chơi trò gì tiếp theo. Sau đó, mọi người đã tụ họp tại nhà hàng Ichinose để tổ chức bữa tiệc Giáng sinh sớm. Tại bờ sông, Sawa tặng bố mình món quà là một bức ảnh hơi nhòe của X-Red và được ông ấy tiết lộ rằng đã được một tạp chí mới thuê để viết một chuyên mục cho họ. Hai cha con hạnh phúc khi cả hai đều có thể theo đuổi ước mơ của mình. Thầy Minato đứng sau một cái cây gần đó, chúc họ một Giáng sinh vui vẻ. Trở lại nhà hàng, Hautaro chạy về phía căn bếp để nói chuyện với Hopewan về đoạn ký ức lạ, về việc họ đã từng gặp nhau khi cậu ấy còn nhỏ. Rio gọi Hautaro đến vì đến lượt cậu biểu diễn, và cậu cũng rủ Rinne cùng lên sân khấu để hát cùng.
Trong khi đó, bà Tamami nhìn vào bức ảnh gia đình mình và tự hỏi liệu bố cậu ấy có tham gia cùng họ vào Giáng sinh năm sau hay không. Và đó là năm tập tiếp theo của bộ phim Kamen Rider Gotcha. Các bạn thấy câu chuyện này như thế nào? Các bạn yêu thích nhân vật nào trong bộ phim này nhất? Đừng ngần ngại mà hãy để lại cảm nghĩ ngay bên dưới phần bình luận nhé. Sự quan tâm theo dõi của các bạn chính là động lực lớn nhất cho kênh Enter Toku. Video tóm tắt về các tập tiếp theo của Gotcha sẽ sớm được lên sóng. Đừng quên bấm thích và theo dõi để có thể xem những video mới nhất của kênh. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video sau.